Vâng, hai baby. Bên mình là Samper. Vâng, bên mình vẫn là tươi hơn. Vâng, vượt khó phát là quân mình là tươi hơn hẳn. Trận trước là quân họ đẹp hơn. Trận này thì bên mình là đẹp hơn. Vâng, Summer thì gọi là tạm cân với cả Babylon đi. Và hoặc là nhỉnh hơn một chút xíu ấy, mà nhỉnh hơn không đáng kể. Nhưng mà bên mình lại có một Persian đến từ game thủ. Vâng, chim sẻ đi mưa. Vâng, voi rồi, một con voi. Vâng, đâu rồi, bài tôi hack là ba voi mà. Alo, vậy là tin vui liên tục nhận về. Vâng, trận này thì về lớp dò tới 6%. Vâng, dò quả đầu ấy. Dò đầu 6%, thường thường thì cứ quả đầu đấy các bạn. Vâng, thường thường quả đầu các bạn sẽ chỉ dò khoảng tầm 2-3% thôi. Bây giờ về lớp dò đến 6%. Dì cái quả đầu của anh nó là hơi xa. Hoặc cũng có thể là quả đầu xấu nên anh cần phải dò rộng trong thời điểm đầu tiên để có thể đi tìm đồ lùa về. Và đây là bài của chim sẻ. Vâng, tôi thấy 5 con, 6 con, 7 con. Daniel đầu tiên của chim sẻ là Daniel 7 con, rất tuyệt vời. Quả phụ có, voi lùa về thì cũng có luôn. Và nếu như thêm 2 voi thì đừng hỏi tại sao. Thêm 2 voi nữa thì đây sẽ là bài đột biến đến từ chim sẻ. Rồi, cho voi nằm xuống nào. Vâng, bỏ quả ra nhà. Hơi xa nhà nó một chút. Góc 6 giờ tôi nghi ngờ sẽ có voi. Vâng, nếu những map mà tôi không nhầm, map này như tôi đánh rồi, góc 6 giờ khả năng sẽ có 2 voi. Hai voi nào? Vâng, không, như vậy nhớ nhầm. Đàn hiêu, đàn hiêu, vâng, 5 con. Ôi, rất tuyệt vời rồi, 2 hiêu cộng 1 voi cộng 1 quả. Đủ rồi, 2 quả luôn. Vâng, có biết các bạn đã xem là cái đỡ lag hay chưa? Vẫn lag á. Vẫn lag thế. Sao lại lag nhỉ? Vâng, có vẻ như tại mạng thôi. Có vẻ như tại điều chuyển mạng thôi. Ngày hôm qua thì mình cũng quay 3 kênh. Quán của nó 1 thì mình quay 3 kênh và cảm thấy rất là bình thường. Không ai nói gì cả. Nhưng ngày hôm nay dường như quán Vlog thì đường truyền mạng nó không ổn định. Nên mong các bạn thông cảm. Một tí nữa thì mình sẽ cố gắng giải quyết qua kỹ thuật này. Và để cho các bạn xem nó nét và nó mượt hơn. Vâng, chúng ta quay trở lại trận này. Đây là chiếc bet đầu tiên của chim sẻ. Một chiếc bet ăn cả hiêu và ăn cả gỗ luôn. Một chiếc bet nằm ở góc 6 giờ. Tuyệt đẹp. Và bây giờ sẽ là một pha mà đi ăn thêm cái đàn hiêu trên này. Vâng, đàn hiêu 7 con. Và trận này có lẽ sẽ ra không đánh được với ít dân rồi. Khả năng sẽ phải là 25 đồng dân và sẽ lại bắt đầu khủng nhà. Và cái này người ta gọi là cái nó ngấm vào máu rồi. Nó ngấm vào máu đánh kiểu gì cũng khủng nhà. Và thậm chí có khỏe cái lên chặt gỗ cơ. Vâng, bắt đầu ăn đàn hiêu 7 con. Đàn hiêu 7 con thì nhìn thế thôi nhưng mà hết nhanh lắm. Vâng, dân bơ mà. Nó ăn rất nhanh cái đàn hiêu 7 con này. Và tí nữa các dân ăn thêm một cái bãi quả ở phía bên trên. 25 dân và ngừng xin dân hay chưa? Ngừng xin dân và chuẩn bị kích đời. Kích bằng 801. Không quá đột biến. Nhưng đây sẽ bài khỏe của Persian. Vâng, cắt thêm dân chặt gỗ. Vâng, ăn chung với game thủ màu 4. Không vấn đề gì. Bài mình là đủ đồ rồi. Bên họ tiếp tục là 2 baby. Trận trước là 2 fo. Vâng, ngày nay bên họ là quân rất giống nhau. Tôi nhớ một trận bên họ là 2 crack. Trận trước thì là 2 fo. Trận này thì là 2 baby. Vâng, quân nó cứ lặp đi lặp lại thôi. Vâng, thế có người cứ bảo là vâng, không hiểu tại sao. Thế có lẽ rằng do cái đường chuyển của các bạn rồi. Chứ nếu mình nghĩ là lag thì nó phải lag toàn bộ. Chứ làm sao có chuyện mà người xem lag người không. Rất khó hiểu. Đã lag rồi, lag toàn bộ chứ nhỉ. Đã sao có người lag người không ta. Vâng, thấy bảo bên họ hai bài mắc bình 12% và 15% bên phía đối phương. Vậy là bên họ có một cái bài đẹp đấy. Vâng, trong upline mà dò có 12% như vậy là bài đẹp. Bên mình sẽ cầm bờ và đó chuẩn bị kích đời. Vâng, công nghệ, vâng, công giáp trước. Con được dò sẽ xin sau. Xin dò hơi muộn một chút xíu. Nhưng mà dò ra là phát công giáp đủ luôn. Sóc con người dò, bắt đầu đi đào vàng.
Một trận mà tôi không biết là sẽ giải quyết cái bài này như thế nào. Một bài có thể gọi là khó đánh của Per. Vẫn còn một con dân nữa kìa. Còn có sư tử. Con giò sinh ra và có đầy đủ luôn. Chọc luôn. 5 dân. Mát. Tự làm 5 dân trước đã. Đánh gì thì đánh. Tự làm 5 dân trước đã. Vẫn có con cung tê. Như vậy khả năng chỉ ăn được 3. Khả năng chỉ ăn được 3 dân rồi. Vẫn đi về cực nhanh. Và sẽ mất con giò. BL thứ hai. Và sóc lại con giò khác. Vâng, được điều đối phương. Vâng, bị chọc chéo cánh đến từ cái thủ về lớp. Như vậy là Bi sẽ người anh cùng. Còn với lớp giờ người anh chém. Bi đẩy con T. Biết là con phát hiện ra bãi vàng không? Này thì đẩy con T với cả chúng tôi này. Tôi có cả dân ở đây để làm sao? Làm thao. Làm thao. Úi giời, tí thì bắt được con giò. Một cái BG. BG vâng hơi xấu. Một cái và cái BG này có em vẽ được 5 cái là căng. Cái này sẽ bắt đầu vẽ ruộng. 3 cái ruộng vẽ rất nhanh dành chim sẻ. Một map mà vào đây rồi. Chọc đến con nông dân của mùa 5. Mùa 5 ăn hoang ở vị trí này. Lạc đà bắt đầu tới. Nhưng mà sẻ đang chọc được con nông dân của mùa 5. Mùa 5 người gặp baby. Bên họ là 2 baby. Vẽ ruộng tại đây luôn. Vâng, chết rồi. Vâng, con người giò lọt vào bên trong. Vâng, có một tên lạc đà sang thủ đến từ bên lớp. Rất đồng đội. Vâng, hai em thủ của vâng hai clan khác nhau nhưng đang thi đấu rất đồng đội. Đó là BB và Vlup sẽ đang thủ nhà tươi. Mất con người giò rồi. Con lạc đà chạy vâng chạy vòng có được gì cái gì không? Vâng, sẻ đang hơi yếu đấy nhá. Nội phải làm một cái điều gì đó. Một trận này vâng anh được cầm Summer và hiện tại thì vâng nhà khung bắt đầu đẩy cung. Con sẻ đang phải cân đôi. Trận nó rất khó để cân đôi, có phải e được không? Vâng, vẫn phải e thành công rồi. Một thứ cũng phải e đơn giản đấy, chim sẻ và ăn được một con ngựa giò của đối phương. Vâng, bị đeo bị 2v1 nhưng vẫn đang tươi. Không bị cung giò đẩy rồi. Và có lẽ bãi vàng này sẽ phải nằm xuống. Sẻ sẽ chuẩn bị mất tham. Vâng, đây là những chiếc nhà BA của Vlup. À không, BB. Đây là BB chứ không phải là v... không chứ không phải là Vlup. Vâng, lạc đà về lớp đang đứng thủ chân lực cho BB. Vâng, không đi chém nó một và đứng thủ thôi. Sẽ chưa có một cách nào để công vào nhà của BB cả. Không được quá nhiều dần bây giờ thì đối phương chém cả nhà BL luôn. Rất hổ báo. Vâng. Có ốp luôn hay không? Nó một đẩy cùng trận này thì có vẻ là hơi muộn. Vâng, đây là phút thứ 17 rồi. Bên ở Mono 1 có tuần cùng đầu tiên. Dường như một trận này lên quá muộn. Vâng, nhà thì là khung. Nhưng mà vấn đề rằng đi cuộc cuộc thế này thì sẽ bị yếu. Một trận nó một lên đời muộn quá. Tuần cùng thứ 3 đã ra. Nhưng mà lượng lạc đà ở nhà của Vlup là quá đông. Luôn cần phải có một tuần giáp thật nhanh. Thậm chí phải giáp 4 thật nhanh. Bắt đầu nâng cấp giáp. Và nhà nó một là một thế bài rất dễ khung. Tôi có tỉa được dân bên ngoài không? Với cái bài trầu lá đá kia tôi không nghĩ rằng Vlup sẽ có bánh xe. Và tôi không nghĩ rằng Vlup đã có bánh xe đâu. Và đang muốn tạt sang 4. Lạc đá đông lắm đấy, hãy cẩn thận. Một là chặt có ai hay lên ra cái giáp 4 sớm. Tùy. Xe vứt cho nó một 50 vàng. Và xe vẫn có thể xong được những con lạc đà của mình. Rất tuyệt vời. Nước 1 đến ở trong tình huống này. Nhưng lạc đà đang đứng ngay đằng sau. Mùa năm có vâng chục con lạc đà. Vâng, nội đang vẽ vị trí đứng cùng tức đến nơi nó một. Không đủ lạc đà mùa năm đông quá. Từ này có lẽ phải lùi. Cái gì này? Lạc đà mùa năm trâu quá. Nó đông quá. Mùa năm quá đông lạc đà. Vâng, số lượng lạc đà của mùa năm thì dường như còn đông hơn số lượng cùng lạc của một. Và khó trong trận này. Vì lỡ một trận đánh Babylon quá khỏe. Tỷ số được cân bằng một đều ở trong trận đấu thứ hai. Chúng ta sẽ đến với trận bản lề. Một trận khó, thực sự là khó.